Freesize có giúp tóc phồng hơn khi sấy không anh? Nói như thế này cho nó dễ nhé. Nói là không cũng đúng mà nói là có cũng đúng. Nó có một chút thành phần gọi là làm cho cái tóc của chúng ta nó nhanh vào nếp hơn, một chút như thế thôi, không đáng kể. Đối với những người mà đã tạo kiểu quen hoặc là anh em đã chơi quen một kiểu tóc rồi thì thực sự không cần tới lắm, không cần tới lắm đâu. Giống như bản thân mình, bây giờ mình thích tạo bất cứ một cái kiểu tóc gì, mình thích nó phồng bao nhiêu, mình chỉ cần biết cách làm cho nó phồng và mình thích nó xẹp bao nhiêu thì mình cũng biết cách nó cũng sẽ xuống, đơn giản như thế thôi, rất đơn giản. Còn khi mà anh em ví dụ như anh em đang muốn chuyển form đúng không, anh em đang để những kiểu layer bình thường xuôi xuống như thế này, bây giờ anh em thích chơi những kiểu tóc rẽ ngôi đi đấy mà anh em muốn nó có cái độ phồng một chút ấy, hay là cái tóc anh em thuộc dạng gọi là tóc tơ mảnh nó rất là xẹp, anh em chưa bao giờ làm nó phồng được lên cả, thì anh em cũng có thể dùng cái này để nó gọi là một chút gọi là, thứ nhất là tâm lý, cái tâm lý của mình, thứ hai là nó có một chút gọi là làm cho anh em cảm giác cái lớp của anh em nó lên một chút thôi. Nhưng nhá, nhưng nếu như mà anh em cái dùng cái này mà nếu như cái thao tác sấy của anh em không biết cách ấy thì nó vẫn không lên được như bình thường, như bình thường luôn. Tức là ví dụ như là anh em xịt đầy vào đầy tóc rồi đúng không, ok rồi đúng không, chỉ chuẩn làm chuẩn đúng như là video người ta hướng dẫn rồi đúng không, bây giờ anh em sấy tóc mà anh em không biết sấy thì nó vẫn không thể làm lên được. Anh em hiểu ý mình nói không? Tức là cái tay của chúng ta này và cái kiến thức của chúng ta này vẫn là cái cốt lõi nhất, tất cả những cái này nó chỉ là những cái phụ giúp chúng ta một phần nhỏ thôi, dành cho những bạn mới thôi. Còn anh em mà đã có kinh nghiệm rồi ấy, thì nói thật với anh em ấy, có cũng cũng được mà không có cũng được, cũng chả sao cả, vẫn tóc nó vẫn đẹp bình thường đấy. Thì trên đây là cái chia sẻ dưới cái góc độ cá nhân của mình nhá. Còn anh em nào thấy nó vẫn hiệu quả với tóc của anh em thì anh em cứ dùng đấy, chứ còn nếu mà anh em cứ tạo kiểu kem rồi thực sự là những cái này nó không cần lắm đâu, và nó có một chút thành phần dưỡng ẩn nhẹ nhẹ ở trong đấy, kể cả là nếu như mà anh em biết cách anh em sấy với nhiệt độ ok thì nói thật với anh em ấy, cái tóc của anh em nó cũng dễ vào nếp rồi, thì cái dưỡng này nó cũng không đáng kể, giống như cái tóc của mình này, tạo kiểu suốt ngày nhưng mà tóc nó vẫn ok có sao đâu. Nhưng nếu mà anh em dùng cái này nhưng mà anh em cứ sấy đi sấy lại rất là nhiều lần ấy mà không biết điều chỉnh nhiệt độ cũng như là không biết thao tác sấy thì tóc nó vẫn sơ xác và nó vẫn rụng là chuyện bình thường nhé.